Kính chào quý vị, hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Qua 15 năm thành lập khoa hiếm muộn bệnh viện phụ sản Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, IVF Hùng Vương đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho hơn 2.000 gia đình mong con, giúp cho các cặp vợ chồng hiếm muộn được thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ. Từ khi bắt đầu thành lập vào năm 2004, khoa đã từng bước đầu tư về nguồn nhân lực với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ, các chuyên viên phôi học được đi đào tạo tại trung tâm lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt, khoa còn có bộ phận nam khoa khám và điều trị chuyên sâu cho bệnh nhân hiếm muộn nam, giúp cho việc điều trị của cả cặp vợ chồng được thuận tiện và hiệu quả. Hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật hiện đại trong thụ tinh trong nghiệm với một cái tỷ lệ thành công được từ 40-58%, cũng ngang bằng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhưng chắc chắn rằng trong tương lai sẽ còn nhiều khó khăn thử thách mà chúng tôi đòi hỏi chúng tôi phải vượt qua để có thể góp phần cùng với ngành y tế thành phố xây dựng ngành y tế Việt Nam thật sự sánh vai với các nước trong khu vực. Tháng 6 năm 2019, khoa hiếm muộn của bệnh viện được Bộ Y tế công nhận được phép thực hiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Cùng với tòa nhà mới xây dựng, khoa được đầu tư trang thiết bị hiện đại như hệ thống phòng sạch Clean Room, hệ thống theo dõi phôi liên tục Time Lapse, góp phần nâng cao chất lượng trữ phôi, chuyển phôi và tăng tỷ lệ thụ thai trong ống nghiệm, đem đến nhiều cơ hội cho cha mẹ hiếm muộn.